Ngày 4 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Châu Phú A tổ chức hội thi karaoke thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập phường Châu Phú A, 25 tháng 4 1979, 25 tháng 4 năm 2024. Hội thi có 25 thí sinh là cán bộ, công chức, đoàn viên, giáo viên, lực lượng vũ trang và nhân dân 11 khóm trên địa bàn phường tham gia. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Bác Tôn, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa thủy chung, các thí sinh đã thể hiện những bài hát hay làm cho người xem có nhiều cảm xúc sâu lắng và niềm tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc. Kết thúc hội thi, ban tổ chức hội thi đã trao thưởng cho các thí sinh có giọng ca hay nhất.